Ê hey yêu xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách lấy ba body này phở di từ shop nha. Tôi có để những đường link atom bên dưới phần mô tả á, mọi người ấn vào đó để mua nha. Mọi người mua nhanh kẻo nó bán bằng giá bức á. Nếu thấy video này có ích thì hãy cho tôi một like nhó. Đừng quên subscribe để biết thêm về phở di atom hay phở di ly mật tất atom nha.